Và bây giờ chúng ta sẽ cầm sản phẩm chính lên. Đây, một chiếc đồng hồ New chính hãng Top Loss. Sản phẩm ngày hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến tất cả quý khách, đó chính là chiếc đồng hồ Top Loss. Đây là chiếc đồng hồ Top Loss Classic Fusion Blue King Gold. Đây là một bản, phải nói là bản quốc dân của đồng hồ Top Loss. Bản này bán rất chạy, hầu như ai mê thương hiệu đồng hồ Top Loss cũng rất thích, bởi vì mẫu này hầu như ai đeo, ai dùng cũng đẹp, ai dùng cũng thích. Mẫu này thì có size cả cho nam và nữ. Hiện tại Kỳ Lân đang giới thiệu là chiếc đồng hồ size 42, mặt kính Sophia. Toàn bộ là thân vỏ này được làm từ vàng nguyên khối chế tác ra ao 750. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi cận cảnh chi tiết. Toàn bộ phần vỏ ngoài, phần đầu khóa này đều là vàng ao 750, được chế tác từ vàng nguyên khối ra của hãng Top Loss. Và bây giờ chúng ta sẽ cầm sản phẩm chính lên. Đây, một chiếc đồng hồ New chính hãng Top Loss. Bản này thì bản màu xanh. Cái mã sản phẩm Classic Function này vừa đơn giản, vừa tinh tế và vừa đẳng cấp, hầu như phù hợp với tất cả các cổ tay đeo, hầu như là thích hợp với tất cả mọi người luôn, và có cả size nam và size nữ. Nên là mẫu này gọi là mẫu quốc dân, mã sản phẩm quốc dân của hãng đồng hồ Top Loss. Đây, Kỳ Lân đang cầm đây là cái mã Classic Function. Bản này là bản Titan. Bản Titan và bản Blue King Gold thì hai bản này thật ra là nhìn hình dáng là như nhau. Về màu sắc, chủ đạo là blue, là như nhau. Mặt trong là như nhau. Nhưng khác là các chất liệu vỏ bọc, cái vỏ sản phẩm này. Ở đây là bằng Titan. Bản Classic này là Titan. Thì giá trị của sản phẩm này là trên 100 triệu đồng. Nhưng đối với bản Blue King Gold này thì là trên 300 triệu đồng. Sẽ có nhiều màu sắc bên trong mặt, số khác nhau và dây cũng khác nhau. Ví dụ như bản thường này sẽ có trong là màu gray, màu less. Tương tự đối với bản King Gold này sẽ có, đây là màu xanh blue thì sẽ có màu gray, màu less, vân vân. Đối với bản Titan thì sẽ có chữ Titanium ở đây. Top Loss Classic Function Titanium. Và đây là chiếc đồng hồ New chưa gỡ siêu nhựa ra. Đối với phiên bản King Gold này, mã Blue này hoặc là mã Race, mã Black thì đều như nhau tất cả những chi tiết khác. Chỉ khác nhau là mặt chủ đạo, mặt số và dây thôi. Còn lại chất liệu vàng là như nhau. Từ phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này đến phần đầu khóa này đều là vàng. Đối với phiên bản vàng thì sẽ có những cái triện chứng nhận ở đây từ thụy sĩ, như là triện đầu chó. Vàng là ghi ao 750, ao 750 ký hiệu ở đây rất rõ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cái siêu nhựa ra. Mặt trên, mặt dưới. Đây là bộ máy bên trong, mình sẽ nhìn thấy được phía trong. Đây là phần sau của chiếc đồng hồ. Chúng ta sẽ thấy được bên trong luôn. Đối với phần chỗ đầu khóa này thì sẽ kết nối với phần, đây là phần để cài được xỏ dây vào. Phần này thì màu đen này thì được làm từ thép. Và phần vàng này vẫn là vàng ao 750 luôn. Kể cả phần đầu khóa này cũng phải có triện đóng mộc là ao 750 và đầu chó. Những cái triện này thì hầu như gần như là tuyệt đối rồi, là không có làm giả được. Nên chúng ta nhìn cái triện này để chúng ta phân biệt được là hàng Âu, hàng chính hãng hay là gì. Bởi vì đây là những cái chứng nhận, những cái kiểm định đồng hồ này đủ tiêu chuẩn để mà kinh doanh ra ngoài thị trường. Bất kỳ sản phẩm nào chính hãng từ Thụy Sĩ thì đều phải được đem đến trung tâm này, những trung tâm này để mà đóng mộc, để mà kiểm định, để mà đóng mộc, để mà đóng những cái triện này vào để chứng nhận đây là sản phẩm đã được kiểm định. Hãng này làm ra đồng hồ này nhưng phải đem đến trung tâm được cấp phép này để mà kiểm định và đóng những cái triện này vô. Và hiện tại thì phiên bản này có thể nâng cấp lên được cái vòng bezel này là full kim cương. Hiện tại vòng bezel này là full vàng trơn.
Và khi mà quý khách mua sản phẩm đồng hồ này thì có thể yêu cầu Kỳ Lăng là anh chỉ muốn nâng cấp cái vòng bezel này thành full kim cương, hai hàng hoặc một hàng. Nếu như mình không thích hai hàng thì mình làm một hàng kim cương, thì một hàng thì mình sẽ làm viên kim cương to tầm 2 ly, một hàng thì 2 ly, mà hai hàng thì mình làm nhỏ hơn 0.9 hoặc là 1 ly. Đây là cái hộp bóc của sản phẩm. Và đây là cái hộp để đựng cái đồng hồ không thôi. Khi nào chúng ta bỏ vào hộp vận chuyển thì chúng ta có thể bỏ vào đây cũng được, hoặc là để trong đây cũng được. Khi chúng ta đeo đồng hồ này rất đơn giản luôn. Đầu dây này được hãng có đóng lỗ sẵn, thì chúng ta chỉ việc xỏ vào. Xỏ vào và chúng ta sẽ coi vị trí tay chúng ta muốn đeo ở đâu thì chúng ta sẽ đeo ngay ở vị trí đó. Rồi Kỳ Lăng hiện tại là B. Vì đây là đồng hồ new nên Kỳ Lăng không có gài vô, Kỳ Lăng vẫn để ráp vào thôi. Sau đó mình sẽ gài lại như thế này. Ở đây mình sẽ có hai bên hông sẽ có hai cái chốt. Mình sẽ nhấn bóp vào để mình đẩy vào. Khi chúng ta gài vào thì hai cái lỗ của cái phần thép này sẽ xỏ vào cái lỗ dây da của chúng ta, và sau đó sẽ có hai cái lỗ thép sẽ bằng với phần dây da này, và khi chúng ta cài lại thì hai cái lỗ nó hít vào đây, nó sẽ hít vào đây là cứng, và chúng ta cài chốt này lại là xong. Nếu như mà mình đeo chặt thì mình sẽ giãn ra như thế này. Nếu như mình đeo rộng thì mình sẽ đưa nó vào. Nếu như mình đeo chặt thì mình sẽ giãn ra. Này là hết cỡ rồi, mình dùng hai cái lỗ cuối là rộng nhất. Còn nếu như chúng ta muốn đeo chặt lại bị rộng quá thì chúng ta sẽ thu hẹp lại, dùng những lỗ trong. Rồi bây giờ mình chỉ ráp vào những lỗ cuối đi để mình gài vào cái cục này cho nó dễ. Đó. Sau đó mình bỏ vào hộp. Rồi. Và trong hộp new hãng này sẽ có một miếng miếng này để chúng ta che lại để mà bảo vệ cái phần đồng hồ khi chúng ta di chuyển. Mặc dù trong đây đã có cái phần nhựa siêu để bảo vệ rồi, nhưng mà vẫn cần thêm cái này để bảo vệ an toàn, chống sốc và chống va chạm. Còn bình thường thì mình lấy này ra cũng được để mình ập lại, bởi vì cái hộp này nó có lồng kính, mình sẽ nhìn thấy vào trong. Đây. Và chiếc đồng hồ Hublot Classic Function Blue King Gold này là bản automatic. Hublot caliber Hub 1110, tần số là 28.800 VBH và trữ cốt được 42 giờ. Đồng hồ này có khả năng chịu nước ở độ sâu 50m. Và thực hiện những chức năng chính như là báo ngày, giờ, phút và giây cơ bản. Mặt kính Sapphire trong suốt với khả năng chống xước, chống phản quang tốt. Dây đeo được kết hợp giữa chất liệu cao su bên trong và chất liệu da cá sấu màu xanh lam bên ngoài. Sự kết hợp này tạo cảm giác thoải mái, thoáng không khí, đeo rất dễ chịu. Đây là chiếc đồng hồ new chính hãng, và hiện tại sản phẩm này đang có mặt tại showroom của Kỳ Lăng Luxury. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả các đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury. Chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, và hãy gọi cho Kỳ Lăng vào số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo cũng là hotline luôn 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin thân ái kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.